Em Hà Ngân Giang ở xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu là một học sinh đa tài, không chỉ học giỏi mà còn có nhiều năng khiếu nghệ thuật, đoạt được một số giải thưởng ở nhiều chương trình biểu diễn, liên hoan nghệ thuật trong và ngoài tỉnh. Ngân Giang, sinh năm 2012, ngay từ nhỏ em đã rất yêu thích nghệ thuật, nhất là hát. Cách đây 2 năm, Ngân Giang bắt đầu học thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, học đàn piano, học làm người dẫn chương trình và được ông nội dạy chơi đàn bầu. Nhờ vậy, giọng hát của em không ngừng được trau dồi và ngày càng giàu cảm xúc. Hiện nay, em hát được nhiều làn điệu dân ca, bài hát ngợi ca về quê hương, đất nước và cả những bài hát tiếng Anh. Em cũng biết chơi đàn bầu, đàn piano, kể chuyện, nhảy hiện đại, múa ballet và rất tự tin khi lên sân khấu biểu diễn. Ngoài cái việc học văn hóa, tôi luôn luôn dành cái thời gian để đưa con đến với những người thầy để nuôi dưỡng cái ước mơ đam mê của con. Bên cạnh đấy thì khi ở nhà thì con luôn luôn được ông nội hát cho nghe, rồi uốn nắn và dạy con những cái bài hát ngợi ca quê hương đất nước. Tôi cũng là một cái nhạc công ở trong câu lạc bộ chống quân của xã Dạ Trạch. Thì tôi thấy cháu năng khiếu đàn bầu thì mới đánh cho cháu nghe và cháu thích, thì bắt đầu tôi mới dạy cháu là thử đánh đi. Nhưng mà tiếng đàn bầu nó rất là khó, ở chỗ là hai tay là rất là phải nhịp nhàng thì mới thành ra tiếng, thậm chí đánh còn không ra tiếng cơ. Nhưng mà thấy cháu đánh một thời gian thì thấy rất là tốt, thì bắt đầu dạy cháu. Thì cháu đã học có độ khoảng 10 ngày thôi thì cháu đã đánh được bài Ru Con. Ông dạy đàn bầu như vậy thì con rất là vui. Mình đã lưu giữ hồn quê và nhạc cụ dân tộc. Con đã đánh được những bài về Bác Hồ, về mẹ và làn điệu dân ca. Ngân Giang không chỉ hát hay, chơi đàn giỏi, em còn thông minh và học giỏi. 5 năm liên tục đều đạt học sinh xuất sắc. Những năm qua, Ngân Giang tham gia nhiều cuộc thi, chương trình biểu diễn nghệ thuật, liên hoan dân ca trong và ngoài tỉnh. Em giành được một số thành tích tiêu biểu như huy chương vàng tại sơ khảo Liên hoan âm nhạc quốc tế Hồng Kông lần thứ 10 do Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Bularis tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5 năm 2013, giải nhất tại Liên hoan giai điệu tuổi Hồng và thiếu nhi kể chuyện tỉnh Hưng Yên vừa qua với tiết mục Người mẹ ăn xin vĩ đại.